Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi 10 năm một lần, Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ tiến hành thống kê dân số để xác định số lượng người dân đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của cuộc thống kê dân số năm 2020 sắp đến, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ hai thành viên là nhân viên của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Đó là anh Hồ Văn Xuân Nhi, anh là trưởng khối chuyên viên cộng đồng Tổng cục Thống kê Dân số năm 2020 của khu vực Orange County và San Diego. Và bên cạnh anh là anh Minh Tuấn, anh là nhân viên của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ năm 2020. Trước hết Vân Anh xin chào hai anh. Dạ vâng, xin chào Vân Anh và xin kính chào quý khán giả của đài VNTV San Diego. Minh Tuấn xin chào Vân Anh cũng như là khán giả của đài VNTV. Hân hạnh một lần nữa được trở lại để cống hiến quý vị của đài VNTV. Thì trước hết, Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị về anh Hồ Văn Xuân Nhi. Vân Anh được biết là anh đã làm nhân viên làm việc trong Tổng cục Thống kê Dân số lần này lần thứ 3, phải không anh? Dạ vâng. Thì thống kê dân số cứ 10 năm một lần. Dạ. Và chúng tôi bắt đầu làm việc cho chương trình thống kê dân số thì lần đầu tiên là năm 2000, rồi 2010 và 2020. Làm 3 lần thôi chứ không phải làm 30 năm. 3 lần là 30 năm rồi, thưa quý vị. Còn anh Minh Tuấn của chúng ta thì đây là lần đầu tiên phỏng anh. Vâng, thì ở trên Orange County cần một người ở San Diego quen biết cộng đồng Việt Nam. Dạ. Cho nên Minh Tuấn nhận cái job này, tại vì cộng đồng Việt Nam ở San Diego thì rất là quen thuộc với Minh Tuấn. Sinh dạ, vâng. Qua ở đây gần hơn 40 năm rồi. Dạ vâng. Thì như vậy thì mình có thể outreach cộng đồng Việt Nam ở đây. Hy vọng rằng là tất cả cộng đồng Việt Nam mình sẽ ghi danh cho cái kiểm kê dân số năm 2020. Vâng, thưa quý vị, trước khi đi vào những chi tiết rất là cần thiết cho chương trình ngày hôm nay nói về Census 2020, tức là thống kê dân số năm 2020, thì trước hết xin hai anh có thể cho biết là thống kê dân số là gì thưa anh? Theo hiến pháp, dạ, đây là một cái quy định và bắt buộc của hiến pháp Hoa Kỳ, thì 10 năm chính phủ liên bang Hoa Kỳ phải làm một cái cuộc thống kê dân số toàn quốc. Mục đích của thống kê dân số là có 3 lý do chính, thực ra là 2 lý do, nhưng mà lý do thứ nhất là để dựa vào cái dân số mà chính phủ Quốc hội Hoa Kỳ và chính phủ liên bang sẽ chia lại các số ghế dân biểu tại các tiểu bang. Chúng ta biết là Quốc hội Hoa Kỳ có tại Hạ viện là có 435 ghế dân biểu và con số này không thay đổi, nhưng mà số dân biểu tại mỗi tiểu bang có thể sẽ được thay đổi khác nhau dựa trên cái số dân mà họ đếm được tại tiểu bang đó. Thì sau mỗi lần thống kê dân số có tiểu bang đông dân hơn thì họ sẽ được thêm, có thể thêm ghế dân, một hai ghế dân biểu. Còn có những tiểu bang mà nếu mà cảm thấy bị đếm ra tính ra là ít hơn thì họ có thể bị mất đi một hai ghế dân biểu, và đó là quyền lợi chính trị của mỗi tiểu bang, nó gọi là vậy, representation, thì chia ra cho mỗi tiểu bang như vậy. Nghĩa là nói tóm lại là 435 ghế dân biểu đó chia đều cho dựa trên cái số dân. Và cái lý do thứ nhì đó là tiền ngân sách của liên bang mỗi một năm được đưa về các cộng đồng địa phương, được đưa về các đơn vị hành chánh từ cấp county cho tới cấp thành phố city và đến các hội đoàn của các cộng đồng cho những cái chương trình phục vụ dân sinh như là chương trình y tế, xã hội, sửa chữa đường xá, thư viện, trợ cấp cho những cái chương trình, những cái trung tâm để mà giúp đỡ những người già. Nghĩa là nó tóm lại tất cả các dịch vụ về an sinh xã hội thì sẽ dựa vào một cái quỹ liên bang, họ trả về địa phương và dựa trên dân số của mỗi địa phương đếm được. Thí dụ như county, thành phố đếm được bao nhiêu dân thì cái số tiền nó sẽ được về ít hay nhiều. Thì con số đó hàng năm là 675 tỷ đô la. Thành ra nó rất quan trọng trong hai mục tiêu đó. Và cái điểm thứ ba thì nó có tính cách kinh tế hơn, là một số nhà đầu tư, những cái công ty Hoa Kỳ, những cái nhà đầu tư họ dựa vào cái số, kết quả thống kê dân số, họ biết cái số dân ở nơi nào. Bây giờ tôi nói rất là đơn giản là thí dụ như một cái công ty lớn của Hoa Kỳ họ muốn đầu tư vào thị trường của cộng đồng người Việt. Nếu mà họ biết người Việt tại San Diego có một cái con số dân đông như vậy thì họ sẽ đổ tiền đầu tư như thế nào, ít hay nhiều, trong những khu vực nào, họ quảng cáo hoặc họ mướn nhân viên ngôn ngữ tiếng Việt, đại khái như vậy. Thì họ biết cái khu vực đó có nhiều người Việt Nam thì họ có thể mướn những cái nhân viên tiếng Việt hoặc là quảng cáo hay như vậy. Yeah.
Wow, như vậy thì cái mục đích của thống kê dân số quan trọng vô cùng ha, anh Tuấn ha. Theo như mình cũng thấy đó, cái quan trọng nhất đối với cộng đồng của mình đó, cộng đồng Việt Nam mình đó, là mỗi một năm có tới 675 tỷ Mỹ Kim, tức là billion dollar. Mà nếu mình miscount đó thì mất 10 năm, mỗi năm là 675 tỷ, mà tới 10 năm là mình miscount một người, mình mất một số tiền rất lớn cho tiểu bang California, thành phố San Diego, cho cộng đồng Việt Nam của mình. Thành ra mình phải make sure là outreach tất cả mọi người trong thành phố mình phải ghi tên để mình đừng mất cái số tiền đó. Mà không phải là mất một năm, mà mất 10 năm, mỗi năm đều mất số tiền như vậy. Vâng, và cái cuộc thống kê dân số này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi người dân Việt của chúng ta tại San Diego. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi vào chi tiết. Thì với cái sự cần thiết của cái cuộc thống kê dân số này, thì chúng ta, tại sao chúng ta phải tức là tham gia và điền trong cái thống kê dân số này? Thưa anh. Thì thứ nhất là cái việc tham gia vào thống kê dân số là một cái điều gần như là bắt buộc theo luật pháp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không có ai sẽ bị một cái hình phạt hay biện pháp trừng phạt nào nếu mà không có làm đúng. Chúng tôi chỉ khuyến khích kêu gọi mọi người vì cái quyền lợi của chính cái gia đình mình. Tại vì nếu có những cái ngân quỹ của chính phủ đưa về thì phục vụ cho những cái lợi ích công cộng, thì gia đình mình hay là cái cộng đồng của mình có thể được hưởng những cái quyền lợi đó. Thành ra tham gia một cách tích cực thì nó có lợi. Tôi nói một cái thí dụ thiệt thòi cho cộng đồng người Việt là 10 năm trước chúng tôi đếm dân thì người Việt chỉ có 61% cái tỷ lệ người Việt Nam đã trả lời những cái câu hỏi thống kê, tức là chúng ta mất đi khoảng 39-40% cái số dân, và những con số dân này họ không đếm được thì họ không biết là những tôi nói thí dụ San Diego có thể bây giờ là 100.000 dân, có thể là như vậy, nhưng mà họ đếm chỉ có 50.000 dân, 60.000 dân, thì những cái tiền mà cho cái để phục vụ cho người Việt Nam hay là cho cộng đồng ở đây chỉ dựa trên con số 50.000, 60.000 đó thôi. Thành ra đó là cái mất mát. Thành ra chúng ta có bổn phận là phải trả lời những cái câu hỏi này, mà nó cũng không có một cái điều gì là mất mát trong cái việc mà trả lời những câu hỏi, tại vì những câu hỏi rất là đơn giản và không có những cái thông tin gì mà nó đến nỗi mà nó quá quan trọng để mà chúng ta lo ngại là sẽ bị mất những cái thông tin. Tiếp lời anh Nhi là năm 2010 đó, mình đếm có 53.000 người Việt Nam ở đây, nhưng mà mất rất nhiều. Bây giờ mình estimate gần 100.000 người rồi. Thì Minh Tuấn hy vọng rằng là năm 2020 mình sẽ đếm hết tất cả 100.000 người đó. Và ngay cả dụ student loan, rồi housing cho người nhà, là những cái tiền welfare, tất cả những tiền đó đều là tiền funding của federal hết. Thành ra mình phải đếm này đủ thì mình mới có đủ tiền đó để mình support cho người già, người trẻ, rồi freeway, đường phố, hospital, tất cả những cái đó là tiền từ federal fund, rất có lợi cho cộng đồng chúng ta, cho thành phố chúng ta. Thành ra chúng ta muốn khao tất cả mọi người. Vâng, và cái câu hỏi kế tiếp thì anh Tính đã trả lời rồi, tức là những ai sẽ được đếm trong cái cuộc thống kê dân số này, và tất cả những cái dữ liệu mà cái người mà chúng ta khai cái trong cái form của thống kê dân số đó có được an toàn và có được bảo mật hay không. Vì thưa quý vị, chúng ta thấy là sẽ có những người lo ngại, phải không anh? Lo ngại là không biết là những cái information này khai như vậy thì có ảnh hưởng gì không? Anh có thể cho biết. Thứ nhất thì là tất cả mọi người sẽ được đếm, bất cứ là ai. Và chúng tôi không cần biết là những cái người đó là cái tình trạng di trú như thế nào, họ đến với nước Mỹ tư cách gì, có giấy tờ hay không. Chúng tôi không có hỏi những điều đó. Tất cả những người mà có mặt tại nước Mỹ vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 sẽ được đến, kể cả thí dụ như trường đối với người Việt Nam chúng ta có thể biết như là du học sinh hay là du khách cũng vẫn được đến. Những cái câu hỏi thì nó bản câu hỏi nó rất là đơn giản, chỉ có 10 câu hỏi thôi. Và trong đó là chỉ hỏi về chủ ý là tên và cái sắc tộc, phái nam nữ và những cái chủng tộc, cái ngôn ngữ. Chúng tôi không hỏi về số an sinh xã hội, giấy tờ là có visa hay có bất cứ điều gì hay không. Và những cái thông tin này á, mặc dù nó không có gì là quan trọng nhưng mà nó luôn luôn được bảo mật, và được bảo mật đến 72 năm. Không có một cái cơ quan chính phủ nào, kể cả những cái cơ quan công lực như là FBI hoặc là cảnh sát hay là những cái đơn vị mà
về điều tra hay gì, không có sở di trú, kể cả sở di trú. Tổng cục Thống kê Dân số không cung cấp tin tức cho những cơ quan này và họ không có quyền yêu cầu những cơ quan này. Và trong suốt cái lịch sử của Thống kê Dân số từ ngày mà có cái đạo luật 13 Title 13 đó, ra đó thì nó hoàn toàn chưa bao giờ có một cái sự vi phạm nào hết. Và những cái nhân viên mà làm việc cho Thống kê Dân số là chúng tôi là phải tuyên thệ, phải hữu thệ là suốt cuộc đời là không được tiết lộ bất cứ một cái thông tin gì chúng tôi biết, và nếu vi phạm sẽ bị 5 năm tù hoặc là 250.000 đô la tiền phạt. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng tôi bảo đảm là trong 72 năm những cái thông tin nó không được tiết lộ, và sau 72 năm thì chắc có lẽ chúng ta cũng không có còn sống để mà lo lắng là cái những cái thông tin đó có được tiết lộ ra hay không, mà nó cũng chỉ là nói về cái giới tính với vợ, cái sắc tộc chủng tộc của chúng ta thôi. Dạ vâng. Minh Tú muốn xin tiếp lời một tí là cái này nó giữ bí mật hoàn toàn, không phải thí dụ như là mình có housing đó, mình trong nhà mình chỉ ở 3 người mà mình ở 20 người, mình vẫn có thể điện 20 người. Cái information này không có bao giờ đưa cho housing, không có thiệt hại gì hết. Hoặc là mình là người ở lầu ở đây không phải là chính thức, mình vẫn phải đếm. Tại vì ở lầu ở đây vẫn xài đường xá, đây vẫn đi nhà thương ở đây, tất cả những cái dụng cụ trong đó thì mình vẫn muốn đếm tất cả mọi người. Và immigration không bao giờ tiết lộ immigration mọi người đã bị thiệt hại. Mình muốn đếm những người ở chính thức, ở lầu hay là tất cả những cái người mà sợ, tôi sợ đếm cái này xong rồi nhà tôi 3 người thành 20 người nữa tới nó không nữa, cái đó không có. Chúng mà tôi thật ra thì chúng tôi không có hỏi quý vị tình trạng cái pháp lý của người đó là có giấy tờ hay không, thì nó cũng không biết là có ở lậu không, ở lậu hay là như thế nào, chúng tôi chỉ hỏi tên tuổi thôi. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, với sự cần thiết của cuộc thống kê dân số 2020 và với cái điều mà anh Hồ Văn Xuân Nhi, anh là nhân viên làm việc cho cục thống kê dân số Hoa Kỳ đã ba lần thưa quý vị, đó là 30 năm rồi, thì cho biết là tất cả những cái dữ liệu mà chúng ta khai đều được hoàn toàn bảo mật, thì chắc chắn là tất cả chúng ta phải cùng tham gia trong cuộc thống kê dân số sắp tới. Và thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cần phải tham gia như thế nào và thời gian nào thì chúng ta bắt đầu để đền đơn thưa anh? Dạ vâng, tháng 3 vào khoảng 12 tháng 3 năm 2020 thì chúng tôi sẽ gửi ra một cái lá thư đến mỗi nhà chứ không phải mỗi gia đình, là một cái lá thư thông báo về cái chương trình thống kê dân số. Và trong cái lá thư đó, mỗi cái đơn vị gia cư, mỗi một cái nhà đó sẽ có một cái code ở trong đó. Thì quý vị có ba, lần này có 3 sự lựa chọn, là một là có thể điền trả lời trên online, là thấy quý vị sẽ lên online, chúng tôi cho cái link quý vị lên đó và đánh cái số code của mình để chúng tôi biết được là địa chỉ nào và quý vị trả lời đó trên đó. Hai là quý vị có thể yêu cầu gửi một cái bản thống kê dân số, thì nó có 2 ngôn ngữ, tiếng Mỹ hoặc tiếng Tây Ban Nha Spanish, gửi tới thì quý vị trả lời trên cái bản đó. Và thứ ba là gọi điện thoại, thì chúng tôi sẽ nhận thông tin đó bằng điện thoại và có một cái đường dây riêng, thì quý vị trả lời một trong 3 cách đó, sự lựa chọn tùy quý vị. Nhưng mà sau khi mà khoảng 3 tuần lễ, nếu mà trong tháng 4, ngày 1 tháng 4 là ngày thống kê dân số, khoảng 3 tuần lễ mà ở tại cái đơn vị gia cư đó vẫn không có thấy một cái sự trả lời nào, gửi về nào, thì chúng tôi sẽ liên lạc bằng điện thoại 3 lần. Và sau 3 lần đó vẫn liên lạc không được thì sẽ gửi nhân viên thống kê dân số tới tận nhà, gõ cửa nhà để mà tìm hiểu về những cái thông tin trong nhà của quý vị. Và đặc biệt năm nay là khi mình lên online với bằng phone sẽ có tiếng Việt Nam, có tiếng Mễ, có tiếng Tàu, là 13 thứ tiếng khác nhau với tiếng Mỹ là 14. Nhưng mà cái nói rõ hơn đó là quý vị 13 cái ngôn ngữ này là chúng tôi giải thích cho quý vị để quý vị hướng dẫn quý vị điền vào cái mẫu đơn chính, nhưng mà cái mẫu đơn chính thực ra là chỉ có tiếng Tây Ban Nha, tức là tiếng Spanish và tiếng Anh mà thôi. Còn chúng tôi có 13 cái ngôn ngữ ở những cái mẫu đơn để giúp quý vị giờ biết được cái câu hỏi đó là hỏi cái gì bằng cái ngôn ngữ. Mình coi như là một cái bản dịch, nhưng mà mình không có trả lời trong cái bản. Đó là cái khác biệt giữa năm 2020 và năm 2010 phải không anh? Năm 2010 thì mình không có online được phải không anh? Dạ, vâng. Rồi. Vâng, và đó là rất là tiện lợi thưa quý vị với cuộc thống kê dân số năm 2020 sắp tới. Và từ bây giờ cho đến tháng 3 thì chúng ta cần làm gì để phổ biến đến cho bạn bè, người thân của chúng ta về sự cần thiết, rất là cần thiết, và cái bổn phận của chúng ta với cuộc thống kê dân số sắp tới thưa anh?
Dạ vâng, thì ngay tại San Diego này thì nỗ lực của chúng tôi là đi sâu vào cộng đồng người Việt Nam để hướng dẫn và cho quý vị người dân Việt Nam chúng ta hiểu rõ được cái tầm quan trọng của thống kê dân số và họ hưởng ứng khi tháng 3 năm tới họ nhận được những cái lá thư đó. Thì chúng tôi có những cái chuyên viên như anh Minh Tuấn ở đây là một trong những chuyên viên đã được Tổng cục Thống kê Dân số mời làm việc để có nhiệm vụ để có những cái tạo những cái quan hệ mật thiết với cộng đồng và giải thích, và chúng tôi đi đến những cái người lãnh đạo trong cộng đồng, những linh mục, những thầy tu, những người mà có cái tiếng nói uy tín để nhờ họ giúp đỡ để mà giải thích. Và từ đây tới đó là chúng tôi cố gắng cho mọi người hiểu về dân số, thống kê dân số như thế nào. Vâng, thưa quý vị, đó là lý do chúng ta sẽ thấy anh Minh Tuấn có mặt nhiều nơi thường xuyên hơn trong thời gian sắp tới, phải không anh Minh Tuấn? Dạ, dạ. Minh Tuấn xin là tất cả những hội đoàn, những cái business đây đó, xin gọi cho Minh Tuấn. Minh Tuấn xin tới từng business để những cái flyer của Sunset. Dạ. Hội đoàn mà có những cuộc meeting, Minh Tuấn sẽ tới, chỉ cần xin 1-2 phút để trình bày vấn đề Sunset cho tất cả mọi người ở trong cái hội đoàn đó, hoặc là những cái tôn giáo, Phật giáo, Tinh lành, Công giáo, thì Minh Tuấn sẽ tới. Và như thứ hai nữa là Sunset chúng tôi rất mướn rất nhiều người để làm việc ở đây, ở San Diego có thể mướn tới 6.000 người nữa. Wow. Thành ra nếu mà những người cần làm part time, full time job, xin liên lạc với Minh Tuấn. Sẽ Sunset mình sẽ mướn rất nhiều người, phải không Nhi? Dạ vâng. Dạ. Sẽ có cái link, chúng tôi sẽ thông báo quý vị cái link để vào đó và xin việc. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị trong suốt thời gian vừa qua với anh Hồ Văn Xuân Nhi và anh Minh Tuấn từ Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ năm 2020 đã gửi cho chúng ta những cái chi tiết rất là cần thiết để chúng ta cùng chuẩn bị để cho cái lần thống kê dân số năm 2020 này tất cả người Việt của chúng ta tại San Diego sẽ được count hết, và đó là chúng ta sẽ không có bị mất cái quyền lợi của chúng ta mà chúng ta phải chờ đợi trong 10 năm mới sửa chữa được, phải không quý vị? Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.